Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 26 tháng 6 mình có một cái video là hướng dẫn nhận 50 tập cần TTI này của bạn. Các bạn thì bạn nào đã có làm dự án này thì các bạn vào claim nha các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần copy cái phần link titan.com này các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn mở địa chỉ di chúc của mình ra nha các bạn. Sau đó các bạn chọn cho một cái app. Các bạn dán vào. Rồi, các bạn bấm gỡ nha các bạn. Rồi các bạn chờ lót chút xíu qua. Sau đó các bạn nhớ chọn mạng BB Smart Chain nha các bạn. Sau khi vào thì nó có hai mục, một register và một login. Thì trước kia mình đã chatbot mà đăng ký trên website nó rồi thì các bạn chỉ bấm login vào thôi các bạn. Rồi, sau khi các bạn login vào thì bạn nhấp vào ba cánh cụm nữa các bạn. Các bạn bấm vào mục reward nữa các bạn. Rồi, các bạn bấm vào mục Red Airdrop này các bạn. Thì đối với những mà nào đã từng chatbot mới nhận được Airdrop này nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ tốn một chút phí mạng là 0.0006 BDB các bạn. Mình đã nhận được Airdrop rồi. Rồi, sau đó thì các bạn chờ nó xác nhận blockchain chút xíu các bạn. Có khoảng 1 phút. Thì nó nói là You have reward. You reward này các bạn. Thì nó nói bạn đã nhận được phần thưởng của mình và vui lòng quay lại sau các bạn. Thì con sắt của mình, con sắt của token TIA này mình để cho mình link mô tả, các bạn gì copy con sắt này nè các bạn. Rồi sau đó các bạn mở địa chỉ với chocolate của các bạn ra lại các bạn. Rồi bạn nhấp ba cánh cụm, nhấp vào một tìm kiếm. Rồi bạn mở ra nha các bạn. Nhận được chưa ta? Rồi mình đã nhận được 50 token TT nè các bạn. Hiện tại tập cận TT này đang giá, bán giá phi sale là đem có bao nhiêu các bạn? 0.18 đô cho một tập cận ấy các bạn. Đem xem lại các bạn. Thôi đi các bạn. Năm phi hiện tại bán quán phi sale. Hồi nãy mình thấy giá nó bán là bay tập cận 0.18 mà. Nãy mình gặp qua nè các bạn. Giờ mình tìm nó mất công quá. Thôi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.